ma tai lược lửa minh nguyện thầy chúng sanh đoàn kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm thành. Dạng kinh chi cư sanh a cầm ăn cách tạp bằng kỳ đi văn mà cả dê na quả cha mà na sa ti đa xê sư gà tăng cà tăng dê sa ta sa nhì nâu a thi dê cho sa ta a sa nhì nâu cà tăng mượn nhà phà răng mây hằng sa bê phà ghi phà quán tu tê dê tăng cà tăng sư vi đi tăng đến năng mượn nhà phà răng maya dê cà ta thành a cha năn ti đê qua gần tòa ni dê đại dùm sáp bê lô cầm hi dê sáp ta chị quan ta hà ra hệ tu ca mắt muốn năng phô cha năng sáp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đà tạo thành a do thân khẩu ý tu hành diệu nên a diệu là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đầu lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là phật trời vô tượng được mà hưởng an vừa con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ ở thanh an mạng trường xin thâu phước báo cùng dường hóa thành thực phẩm mùi hương hòa lòng. Nam mô Bích Hai Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Quán Không cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Hà Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và vừa quan năm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh mến chào Như Quang, kính chào Xích Kim, mến chào Thi Lâm, mến chào Giang Nhật Hà. Bây giờ nhỏ kính chào học trò, nhà mến chào Quang Thanh và vào đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của sư rồi, con kính dâng mít đến sư, nhưng mà con chưa thỉnh pháp sư, sư có thể cầm mít cho chúng con biết đề tài xong rồi chúng con thỉnh pháp sư. Dạ con kính dâng mít đến sư, tại hôm nay Thích Tâm Hương nhờ con điền khuyết ạ. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khả Giác. Con xin lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý tín hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ thì sau một thời gian dài còn không không có sinh hoạt ở trong room, thì gần đây thì mới lên sinh hoạt lại, thì còn không nghĩ chúng ta có thể
thảo luận về một cái đề tài là áp dụng cái những cái điều mình học được về Phật pháp trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào để cho có lợi ích. Đó là cái đề tài mà còn không chia sẻ cùng quý vị sáng hôm nay. Tất nhiên là chị sẽ đưa lên đề tài rồi triển khai một phần, rồi sau đó thì chúng ta đưa lên ý kiến riêng về cá nhân của mình trên cái con đường tu học, mình áp dụng được gì trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày để có được lợi. Còn không xin tạm biệt lại cái sĩ Nhật Quân ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Quán Không. Dạ, Như Quang ơi, Như Quang có nghe rõ đề tài của sư nói không? Thì Như Quang có thể đưa cái đề tài của sư đến giúp Nhật Quỳnh nghe. Dạ, cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh nắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Quán Không giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sân Kha dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm phường lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, rồi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ Phật sư, lúc nãy sư nói con nghe không rõ, mà Như Quang cũng nghe không rõ, nên chúng con cũng chưa biết sư giảng đề tài nhờ gì, nên con cũng thỉnh sư trước khi sư giảng sư nói lại đề tài cho chúng, cho Như Quang làm commenter. Dạ, cho con và Như Quang làm commenter. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân minh đến sư. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay thì dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiên Vũ. Ngày sáng hôm nay còn không xin chia sẻ đề tài là áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật vào cái cuộc sống thực tế như thế nào để có lợi ích. Thì cái đề tài nó hơi dài một chút, nhưng mà thì cái nội dung là áp dụng những cái điều học vào cái cuộc sống thực tế. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo.
123, alo 123. Dạ đúng rồi, dạ. Áp dụng cái lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống thực tế, dạ, đúng rồi. Alo 1234, alo 1234. Dạ cảm ơn Sít Như Quang. Dạ, cũng không xin gửi bịch lại cho Sít Như Quang nha. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, dạ sư cho đề tài rồi, bây giờ sư thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư tiếp tục mà sư. Bây giờ sư giảng hay là sư muốn chúng con là thảo luận, dạ, sư giảng một chút cho sư bà sư, dạ, sư giảng một chút để chúng con có thể nghĩ như thế nào chứ mà đưa ra lời trại liền chắc mấy mấy vị trong đạo tràng cũng như con là đính thinh luôn quá, dạ, sa thứ con kính dân bích đến sư. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thính hữu tri thức trong đạo tràng. Thì theo như sư được nhận biết á, thì đa số quý vị Phật tử chúng ta thì rất là hiếu học, rất là ham học hỏi, cho nên nhất là trong cái thời buổi hiện đại, cái lượng thông tin, rất là nhiều, phải gọi là chúng ta đang bơi trong một cái biển thông tin. Chúng ta có được điều kiện để chúng ta tiếp cận với những cái lời dạy của Đức Phật qua kinh điển, qua chư tăng và qua những cái bạn đạo của mình. Và rồi thì từ khi mà chúng ta biết đến đạo Phật do truyền thống của gia đình, hoặc do bạn bè, hoặc do tình cờ chúng ta gặp một cái đến một ngôi chùa, gặp một cái vị thầy, một cái vị sư, hoặc là do một cái nhân duyên nào đó, rồi chúng ta biết được cái đạo Phật, biết được cái giáo lý của nhà Phật, rồi thì chúng ta học theo, học chúng ta học chúng ta tìm hiểu, rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống, nhưng mà khi chúng ta tiếp cận với giáo lý nhà Phật thì chúng ta là cái người không biết gì, cho nên chúng ta không có phân biệt được, cái nào là sự thật, cái nào là người nào là cái vị sư nào, vị thầy nào, cái đạo tràng nào là đáng tin cậy. Rồi khi mà chúng ta tiếp xúc thì tất nhiên là trong 10 cái mà chúng ta lựa chọn, hoặc là trong 10 cái trường hợp mà chúng ta gặp thì chúng ta phải có một cái sự lựa chọn. Rồi sau khi chúng ta lựa chọn rồi thì chúng ta có đeo đuổi cái con đường đó cho đến một lúc nào đó, rồi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã đi sai, hoặc là chúng ta không thấy thích hợp, rồi chúng ta lại quay qua một cái con đường khác, rồi chúng ta nghe một cái người khác, rồi chúng ta cứ thay đổi, chúng ta không có một cái sự suy tư, có một sự cân nhắc, có một sự cái nền tảng cơ bản để mà chúng ta học, rồi để chúng ta áp dụng trong cuộc sống, cho nên có nhiều khi chúng ta bị hướng dẫn sai, hoặc là chúng ta học
không tới, rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống thì nó không có được lợi ích. Chẳng hạn như có một cái trường hợp một cái kiếm khách giang hồ đi trong rừng rồi thì té xuống một cái hang sâu, thì tình cờ thì gặp một cái bí kíp để mà luyện võ công, mà trong cái bí kíp đó thì trong cái trang đầu tiên thì tuyên bố rằng là ai mà luyện cái võ công này thì sẽ trở thành là bá chủ thiên hạ. Và cái điều kiện đầu tiên đó là phải trở thành một cái người là một cái người thái giám, trở thành một cái người giống như là thái giám vậy đó. Thì cái vị kiếm khách này mừng rỡ quá thì bắt đầu rút kiếm ra, biến mình thành một cái vị thái giám rất là đau đớn. Sau khi đã biến mình thành thái giám thì tiếp tục dở có trang thứ hai để mà luyện cái võ công đó. Thì cái trang thứ hai thì ghi rằng cần phải là trở thành thái giám, nhưng không trở thành thái giám thì cũng không sao, không trở thành thái giám thì cũng vẫn có thể luyện được. Thì đôi khi chúng ta học hành trong cái sống, rồi chúng ta tiếp xúc có những cái điều nghe thì rất là phù hợp với cái mục đích của mình và cái định hướng của mình, nhưng mà khi mà áp dụng cuộc sống chúng ta áp dụng có một nửa thì hoặc là áp dụng không có đúng đắn thì nó vẫn có không có được lợi ích, và đôi khi thường đem đến cái phiền não. Thì trong cuộc sống hàng ngày á, thì theo như còn không thấy trong cái đạo tràng của chúng ta thôi, chúng ta chia sẻ gọi gọn trong cái đạo tràng của chúng ta thì cơ bản đó là hàng ngày chúng ta là lễ bái tam bảo, cầu trì quy giới, rồi theo cái lịch của đạo tràng thì là thứ hai thì còn không phụ trách, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ một buổi như vậy là có cái chương trình rất là rõ rệt, và chúng ta ý cử vào cái kinh điển Nam truyền. Thì hiện tại thì theo như còn không biết thì cái tam tạng kinh điển mà về tiếng Việt là gần như là đầy đủ. Hồi trước thì có thể thiếu phần này phần kia. Như cách đây mười mấy năm thì khi còn không đi thỉnh kinh sách thuộc tiểu bộ kinh thì cũng đã thiếu một số. Nhưng mà sau này thì đã được kinh sang tiếng Việt là đầy đủ toàn bộ tường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng bộ kinh, tướng bộ kinh, tiểu bộ kinh. Và về phần giới cũng như về phần ví dụ pháp thì
chính sách cũng rất là đầy đủ, rất là nhiều. Thì trước đây á, thì còn không là gặp cuốn sách nào mà có cái chữ kinh là kinh Phật là đọc à, chứ không có lựa chọn. Cho nên là kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh Pháp Hoa hay là kinh này kinh kia, cứ thấy kinh sách là đọc. Nhưng mà rồi đọc để mà vì đọc như là một cái người biết chữ mà đọc đọc thế thôi, rồi đọc 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 cuốn này có cuốn kia, bài kinh này có bài kinh nọ, rồi không có phân biệt được, không có phân biệt được rồi mình đang 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 cần cái gì và mình tiếp thu cái gì, rồi cái cứ cứ tìm hiểu cho đến khi mà gặp thì được cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Thì ngay khi đó Quảng Không vẫn chưa biết là Phật giáo, chưa phân biệt được Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, chỉ biết là Phật giáo thôi. Rồi đến khi vào chùa rồi á, vào chùa thì làm chủ tiệm, chủ điều, làm giới tử á, thì cái buổi ăn đầu tiên á là nói như theo ngôn ngữ mà phổ thông á, thì người ta nói là gọi là ăn mặn. Thì còn không cũng rất là ngạc nhiên, ủa sao lại ăn mặn, mặc dù là ở Huế là một cái môi trường là chỉ biết cái hệ bắt truyền, cũng như là chỉ biết là đi tu là ăn chay thôi, mà bây giờ vô một cái chùa là mình tiếp xúc ở cái đầu tiên đó chính là nghe kinh tụng Pali và ăn thì có gì ăn đó. Rồi thì bắt đầu mới tìm hiểu, nhưng mà được cái nhân duyên may mắn đó là trong chùa thì đang xây dựng, cho nên cái thư viện á thì giao cho Quảng Không sắp xếp lại, rồi từ đó thì Quảng Không mới sắp xếp lại, rồi mới nhận ra có một cái số kinh điển từ trước đến giờ mình hoàn toàn không có biết đến và không có đọc. Tại sao mình là một cái người mê sách, mê kinh sách, mà tại sao những cái sổ kinh sách này mình chưa bao giờ gặp? Đó là một điều kỳ lạ. Cho đến khi mà gặp được cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, rồi lên chùa xin đi tu, hồi còn ở đời á, thì đối với Quảng Không hành thiền á là đọc một số kinh sách, không nhớ lâu quá không nhớ, nhưng mà là đại khái là với Quảng Không qua điểm đó là hành thiền là thắp một cây nhang, nó để cách xa là khoảng 3 mét, rồi cứ nhìn cái nhang vậy á, vậy là hành thiền rồi đó. Đối với Quảng Không vào cái thời điểm đó, hành thiền là ngồi cách xa 3 mét rồi nhìn cái nhang, mà không biết ngồi để làm gì, mà nhìn để làm cái gì. Và hành thiền là như thế thôi. Đối với Quảng Không, hành thiền là chỉ là như thế thôi. Và chỉ hiểu trên cái ngôn từ, thì hồi đó thiền là chana, hành thiền là ngồi cách xa 3 mét, mình cầm cái nhang, rồi mình cứ ngồi trong bóng đêm vậy, ngồi trong bóng tối, rồi cứ nhìn cái nhang đó cho đến khi nó vàng hết cái nhang đó rồi, là gọi là hành thiền.
Cho nên càng ngày rồi một thời gian sau lên chùa, lên chùa chùa Thiền Lâm ngày Hội Nhẫn á, thì với ngày Hội Nhẫn thì cứ gặp bất cứ người Phật tử nào đến chùa thì ngài cũng mời vào chánh điện, và sau đó là ngài yêu cầu ngồi yên và ngài hướng dẫn hành thiền. Bất cứ ai cứ gặp ngài, đảnh lễ ngài thì ngài mời vào chánh điện và bắt đầu nhắc nhở Phật tử là trong cái cuộc sống hàng ngày là phải ăn hiền ở lành, và muốn có một cái đời sống tốt đẹp hơn thì phải hành thiền. Rồi là ngài dẫn cho hành thiền, tự ngồi thiền cho đến khi ngài định dậy. Rồi ngài phúc chúc, rồi thì khi đó mới ra về được. Đa số những người mà đã lên chánh điện rồi nghe ngài hướng dẫn rồi thì do cái sự kính trọng, do cái sự kính trọng đối với ngài thì ai cũng phải ngồi lại hết, ngồi lại để mà hành thiền. Thì còn không cũng vậy. Cho nên từ đó thì mới khởi cái tâm là muốn lên chùa để mà tu với ngài Hội Nhẫn, với ngài Hội Nhẫn ở cái chùa Thiền Lâm. Thì khi lên xin tu tập với ngài ở chùa Thiền Lâm thì ngài không có nhận đệ tử, không có nhận. Rồi thì ngài giới thiệu về cái chùa Hiền Không. Từ đó thì còn không mới ở với ngài mà thường về Đức với ngài Hòa Thượng Phật Tông. Và từ đó thì mới biết là có một cái hệ Phật giáo rất là, nó tồn tại rất là lâu năm rồi, nhưng mà mình đến bây giờ mới biết, đến bây giờ mới biết. Thì trong cái quá trình mà sắp xếp lại cái thư viện thì mới nhận ra được một số chính sách chưa từng đọc, nhưng mà chưa từng đọc. Và khi mà tiếp cận được những cái cuốn sách đó thì chính sách đó thì cũng không rất là vui mừng, rất là vui mừng, rất là hoan hỷ. Bởi vì mình tìm cái gì đó mà không có cái kiểu chính sách nào nó giải quyết được cho mình trong những cái thắc mắc của mình, mà trong trong khi nó có tồn tại rồi nhưng mà ở ngay trên cái khu vực mà mình sống mà mình không biết được. Thì rất là may mắn là mình gặp được. Rồi thì cũng không biết là có một cái hệ Nam Truyền, nhưng mà không biết được là cái số lượng cái lời dạy của Đức Phật trong cái hệ Nam Truyền đó thì nó gồm những cái gì. Thậm chí là cũng không biết rằng cái giáo giới lý nhân Phật thì nó gồm có ba phần là kinh, luật và A Di Đà. Rồi một thời gian sau thì mới nhận ra rằng gồm có kinh, luật và A Di Đà. Cái hồi đó thì trong thư viện thì cũng có những cái bộ song đổi, bộ chất ngữ vân vân, rồi cũng có những cái bộ trường bộ kinh, trong bộ kinh tập 1, tập 2, hoặc là thẳng pháp tập diệu luận của ngài Thích Minh Châu.
nhưng mà còn không, còn chưa nằm, chưa chưa hình dung ra được cái hệ thống của nó như thế nào, nó gồm những cái gì. Rồi một thời gian sau nữa mới nhận biết được rằng là có trường bộ kinh, trong bộ kinh tăng chi bộ kinh, tương bộ kinh và tỳ bộ kinh. Rồi thì Quảng Không cử cử phụ với ngài Hòa thượng Viên Minh xây dựng cái thiền viện Viên Không, cái thiền viện Viên Không. Thì trong thời gian đó thì Quảng Không đến cái Đại Tông Lâm, ở đó có Phật Hành Tín Sắc, rồi mới thỉnh thỉnh cho đủ bộ bộ trường bộ kinh, trong bộ kinh đăng ký bộ kinh, rồi gom lại. Thì hồi đó thì tiểu u kính thì còn thiếu một số cuốn, nhưng mà gom lại. Sau khi mà xây dựng cái Viên Không xong, cái chùa Viên Không ngoài Bà Rịa Vũng Tàu xong, thì còn không xin ngài Viên Minh này đi về Linh Phủ. Rồi hỏi sư sư đệ là cái chùa Linh Phủ đó còn xây dựng hay không. Thì ông sư đó mới nói rằng đã xây dựng xong rồi, xây dựng xong rồi. Thì còn không mới xin về ngài Hòa thượng Pháp Cần để mà ở trên đó, rồi nhập thất. Nhập thất thì để mà đọc những cái bộ kinh mà mình đã thỉnh, đã để dành thu gom được để mà đọc trường bộ kinh, trường bộ kinh tăng chi bộ kinh, tương ứng bộ kinh và tiểu bộ kinh. Thì trong cái thời gian ở trên đó được gần một năm thì ngài Hòa thượng Thủy Đức á là lên thăm Hòa thượng Thủy Đức, Hòa thượng Thủy Tâm, rồi một số chư tăng lên thăm mẹ của ngài Hòa thượng Thủy Đức ở trên Đà Lạt á. Thì khi trên cái đường về á thì ghé thăm Quảng Không, rồi từ đó ngài ngài Thủy Đức mới khuyên Quảng Không thôi về ở với ngài, về ở với ngài. Thì đó là cái nhân duyên mà Quảng Không về ở chùa Ngọc Đạt với ngài Hòa thượng Trí Đức. Thì sau khi mà đọc hết những cái bộ kinh đó rồi, thì chuyện ở trên Linh Phủ thì sau khi xin ngài Hòa thượng Pháp Cần để nhập thất thì chỉ có buổi trưa thì ôm bạc xuống nhận cơm rồi lên, rồi ở trên cốc, rồi ăn cốc ở trên lưng chừng núi, rồi ăn, rồi đọc kinh sách suốt, đọc cho hết những cái cuốn kinh đó để mình biết. Chứ không thôi mình đọc một nửa nửa vời rồi mình sẽ không hiểu được, chẳng hiểu được. Rồi từ đó thì về ở với ngài Hòa thượng Trí Đức, rồi cũng đó là cái nhân duyên mà để được học hỏi, được ngài hướng dẫn. Kể cả khi cái lần lên rung Phật giáo Nam Truyền đầu tiên á, thì Quảng Không ngồi trên máy, rồi ngài Trí Đức thì đứng bên cạnh. Thì hồi đó thì Quảng Không nói nó căng thẳng quá, thì lần đầu tiên mà lên chia sẻ với Phật tử ở trên Zoom thì căng thẳng quá, thì nói hơi nhanh. Thì ngài thì Trí Đức ở bên cạnh, cách đây mà mười mấy năm rồi, còn không được, còn nhớ là ngài đưa tay ra, ngài ngài ra dấu là chậm lại, chậm lại, chậm lại. Thì khi đó còn không mới mới nói chậm lại, chứ còn cái lần đầu tiên còn không nói nhanh quá, nó rất là nhanh. Thì rồi sau một cái thời gian tìm hiểu
rồi nghiên cứu trong kinh sách, rồi thì đến cái phần mà hành thiền thì cũng là tìm hiểu, rồi hành thiền về cái trong cái thời gian mà vào làm đệ tử ở chùa Huyền Khống á, mà đảm trách cái phần mà sắp xếp chính sách ở trong thư viện á, thì gặp được cái cuốn Thiền Tự Niệm Xứ. Rồi sau khi mà đọc thì còn không thực hành ngay trong cái cuộc sống, dù khi đó đang còn là đệ tử và chùa thì đang xây dựng, còn không thì ở trong cái kho dự sắt thép xi măng và những cái đồ vật dùng để cho thờ thầy, người ta xây dựng chùa, thì còn không là cái người dự kho. Rồi thì ở trong kho thì có sắp xếp một cái, có một cái ghế bổ, rồi nằm cái ghế bổ đó để ngủ. Thì ban ngày thì phải phụ giúp thợ thầy trộn cát xi măng, hoặc là đi dọn dẹp những cái này nọ linh tinh trong cái quá trình xây dựng chùa. Thì chỉ có rảnh được cái buổi tối, thì cũng phải mượn kinh sách ở trên thư viện xuống để mà đọc. Thì đó là cái quá trình mình đọc. Rồi sáng ngày á, thì hồi đó thì học và đọc trong kinh sách đó thì nói rằng hướng dẫn rằng khi mà mình đi á, thì mình phải biết được là chân trái hay là chân phải đang bước. Rồi một thời gian sẽ, còn không khi mà buổi sáng thức dậy á, thì lên chánh điện để mà công phu buổi sáng, xong rồi bắt đầu điểm tâm, xong rồi bắt đầu ra phụ làm lao tác công công việc ở trong chùa như tưới cây hay là ngày kia vậy đó. Thì ví dụ như tưới cây thì còn không xách hai tay hai cái thùng thì không đi tưới cây, nhưng mà phần ghi nhận rằng trái phải, trái phải, cái chứng mình được mình ghi nhận trái phải, trái phải. Rồi khi mình đổ, mình tưới cái thùng nước ở trên những cái cây, cái hoa, thì mình nghiêng bên tay trái thì mình biết nó đang nghiêng bên tay trái, nghiêng tay phải mình biết nghiêng tay phải. Rồi một thời gian thì mình chia ra nó nhỏ hơn, đưa đưa chân lên rồi bước, rồi đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Lúc đầu thì trái phải, rồi sau là dở bước đạp, dở bước đạp. Rồi một thời gian nữa rồi nó chia ra nhỏ hơn, dở đưa tới, hạ xuống, rồi đạp, rồi nhấn. Nó như thế. Rồi còn khi mà ngủ thì trước khi ngủ thì cái bụng mình để hai cái tay đan vào nhau để trên cái lỗ rỗng, rồi bắt đầu cái bụng nó phồng lên, nó xẹp xuống, phồng nó xẹp xuống, thì mình cũng ghi nhận nó phồng lên, nó xẹp xuống, mình hít vào thì nó phồng lên, mình thở hơi ra nó xẹp xuống. Cứ như thế, thế trong trong cuộc sống hàng ngày nó cứ đi, nó cứ đi song song, đi song song, vừa vừa làm việc mà vừa là ghi nhận, vừa làm việc mà vừa ghi nhận. Đi tưới cây thì ghi nhận cái chân bước tới đạp xuống, bước tới đạp xuống, chân này chân trái, chân này chân phải, trái phải, trái phải. Rồi khi đi, trước khi đi ngủ cái bụng mình nó phồng lên xẹp xuống, phồng lên nó xẹp xuống, vân vân. Thì đó là, rồi thì nó có một cái quá trình, nó có một cái thời gian rất là dài. Rồi lần 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 mình vẫn chưa hiểu được cái này, làm cái này là để làm cái gì và tại sao phải làm như vậy.
Nhưng mà với cái niềm tin đây là chánh pháp, với cái niềm tin đây là một cái hướng dẫn rất là rõ ràng, rất là đúng đắn, à, rất là rõ ràng, rất là đúng đắn. À, ngoài những cái chính sách cơ bản á, thì Quảng Không cũng tìm hiểu thêm về về hành thiền, như là những cái cuốn của Ngài Hộ Pháp á, là tìm hiểu về hành thiền định, thiền tuệ vân vân. À, rồi về ví dụ pháp cũng vậy, thì cũng tìm hiểu ngoài những cái bộ kinh sách chính thì cũng tìm hiểu thêm để mà hiểu, chứ còn không thôi thì cũng mình khó mà triệt tháo được, như là những cái cuốn A Di Đàm Vô Lượng của Ngài Nhật Nguyên, rồi Thắng Pháp Tật Vô Lượng của Ngài Thích Minh Châu, hoặc là sau này là có những cái cuốn sách của Thầy Đức Tài, hoặc là của Tòa Khải Minh, hoặc là Ngài Thập Chất, hoặc là rồi có những cái cuốn sách Mang Tín Môn được dịch ra rất là lợi ích. Rồi Huynh Phan Quang Liêm cũng có gửi về một cái số tài liệu chép tay mà học về giữa ví dụ pháp của Ngài Liệu Tông. Thì tất cả những cái đó nó đòi hỏi một cái thời gian và một cái sự chủ tâm để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu rất là thời gian, rất là nhiều và rất là gian nan, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là, cái cuộc sống này, tôi là Phật tử, tôi làm vậy á, học vậy á, rồi tu vậy á, nó không có đơn giản. Nhưng mà sau khi mà học, sau khi mà tìm hiểu, sau khi mà nghiên cứu, sau khi mà thực hành thời gian, thì chúng ta mới thấy rằng, cái học Phật nó đơn giản. Là như 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 trong cái bài kinh Phật cũ là chư ác na tác chủng thiền phụng hành thanh tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, không làm điều ác, làm các điều lành mà thanh tịnh kỳ ý, làm cho cái tâm mình nó trong sạch, nó đừng có bị ô nhiễm. Đó là lời dạy của ba đời chư Phật. Nó chỉ có bốn câu đó, quả thì vì thấy nó quá đơn giản, nhưng mà nó là bao gồm cả tam tạng kinh điển trong bốn cái câu đó. Thì sáng nay còn không xin gợi ý cái đề tài là chúng ta học trong khi sau khi chúng ta đã chọn lựa và chúng ta chọn được cái rung Phật giáo Nam Truyền này, rồi được học hỏi, được chia sẻ với chư Công Đức Tăng cũng như Thiền Hữu Trí Thức Công Đạo Tràng, rồi thì chúng ta áp dụng được gì trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta. Thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có một cái căn cơ khác nhau, và có một cái mức độ, cái mục đích khác nhau, thì chúng ta có thể giao lưu chia sẻ cái con đường tu tập của mình trên thực tế hàng ngày như thế nào để có lợi ích, rồi thì để cho đạo tràng cùng học hỏi. Thì cũng không xin nhường mic lại cho quý vị Phật tử, kính mời quý vị Phật tử lên chia sẻ cái việc áp dụng cái cuộc sống của chúng ta, áp dụng những cái lời mà chúng ta học, chúng ta lại được nghe trong cái cuộc sống thực tế như thế nào để cho nó đạo tràng cùng học hỏi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, con xin dâng bức định Ngài Hòa Thượng ạ. Thank you.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Kính lễ để được Pháp Trang, cô phụ nữ Phúc Hạnh vừa đến với Đạo Tràng. Không biết là đó lũ lụt ở chùa có bị ảnh hưởng như thế nào không? Chứ thấy đưa lên những clip mà thấy ở Bình Định muốn thành Bình Địa luôn. Sa thủ Thượng Tọa Quán Không. Đề tài hôm nay một cái đề tài rất là rộng, nhưng mà lấy chính bản thân của mình trải nghiệm kinh nghiệm trong cái sự tu tập. Thượng tọa đã trình bày một cách rất là chi tiết ha. Rất là hoan hỷ với Thượng tọa Quán Không qua cái đề tài ngày hôm nay. Cái điều quan trọng, tiên trách kỷ hậu trách bỉ, tức là chúng ta phải biết mình như thế nào rồi khi đó mới biết đến người khác ha. Thì đề tài này Thượng tọa đã nói về cuộc đời của mình trong sự tu tập, mà quý vị thấy sự tu tập rất nhiêu khê ha. Bên một vị thầy rất là giỏi, đó là Ngài Giới Đức, mà chúng ta học trong Pháp Cú á, là Minh Triều Tâm Ảnh, chính là Ngài. Ngài cũng là một cái vị mà huynh đệ với chúng tôi. Khi mà Thượng tọa Không trình bày thì đó là những cái điều mà đã xảy ra trong cuộc sống, sự trải nghiệm. Mà quý vị biết trong sự tu tập phải tìm tòi học hỏi, đi từ chỗ này đến chỗ kia. Và cá nhân của chúng tôi cũng vậy thôi, tức là bước chân vô chùa là tu, còn cái vấn đề học ở ngoài đời là coi như gạt bỏ qua một bên. Nghe này, tu là phải học, tu là phải hành. Mà hành thì cái duyên may là chúng tôi được Ngài Tịnh Đức, cũng là một vị mà đồng môn, Ngài đã hướng dẫn cho chúng tôi trong cái sự tu tập. Bởi vì kiến thức của Ngài ở ngoài đời rất là giỏi, rồi khi vô tu thì tiếp thu rất là đi vào pháp hành, ra những hòn đảo trong những cái hang núi ở miền Tây á, chỗ nào mà thấy cái cảnh hữu tình là có thể trú lại ở đó để cảm sự an lạc cho chính bản thân mình. Hồi đó tất cả năm huynh đệ ha, tức là Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức là trưởng phái đoàn, xuất gia một lần với chúng tôi là có sư Như Nguyện, sư Chánh Đạo, sư Pháp Vị và cả nhân người nữa là 5 người. Và trong 5 người như vậy nhưng mà sống rất là đoàn kết với nhau, đi tìm cái sự an lạc trong giáo pháp rất là khó. Cũng giống như trường hợp Thầy Tổ Quán Không trình bày, cái đề mục Kassina là một cái đề mục mà về màu sắc xanh đỏ trắng vàng ha. Nhưng mà ban đêm đốt cây nhang lên, nhìn vào đó để tập trung tư tưởng, nhìn vào đó để mình thấy cái màu đỏ đó như thế nào và cảm nhận nó làm sao. Khi mà quý vị tập trung tư tưởng nhìn vào đó, đều một cách Sina, quý vị cảm thấy hoan hỷ lắm. Có người mình gạt bỏ tất cả, hãy quay lại với chính mình và nhìn vào đó để thấy rằng chẳng có cái gì hết, chỉ là màu đỏ mà thôi. Rồi cuộc đời cùng Tọa Quán Không thấy cũng 3 chìm 7 nổi ha. Đi tạo công đức bằng hình thức xây dựng, phục vụ cho chùa để tạo công đức. Rồi sau thời gian và rồi đi tìm sự an lạc cho chính mình. Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng đến bây giờ cũng trên 60 gần 70 rồi mới tìm được một cái sự an lạc cho, tìm được một cái chỗ, một cái nơi, một cái trú xứ mà đời gọi là một cõi đi về. Bây giờ thì an cư lạc nghiệp trên một cái tỉnh thất mà ở bờ biển. Thì quý vị biết rằng
khí hậu cũng lạnh. À, khi mới đến đạo tràng thì có một vị chát lên: trời lạnh Covid mạnh, trời lạnh Covid mạnh, thì ám chỉ rằng mình phải tự lo cho bản thân của mình có sức đề kháng để vượt qua những cái gì thử thách của cuộc sống. Lấy bản thân của mình để thấy rằng khi cuối cuộc đời mình có được một cái chỗ để mà an cư lạc nghiệp, thì đây là một cái điều mà nhà Phật gọi là độc cư nhàn tịnh. Một điều mà chúng tôi thấy Thượng Tọa đã muốn thành sự thật rồi. À, tức là có một cái chốn, một cái nơi mình không bị lệ thuộc vào một thế lực nào khác, mà mình cảm thấy rằng mình làm chủ lấy chính cái vị trí, chính cái chỗ ở và chính cái bản thân của mình cũng làm chủ. À, Thượng Tọa đã từng nói rằng khi sinh hoạt chư tôn này nó rất là nhanh, chúng tôi cảm nhận điều đó, nó rất là nhanh, nhưng mà bây giờ chậm rãi, trầm tĩnh, đó là một cái điều rất là tốt. Chúng ta quay lại với chính mình để thấy mình có những khuyết điểm như thế nào để sửa sai, có những cái ưu điểm như thế nào để phát huy. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Và giáo pháp của Đức Phật không phải là trên tam tạng pháp bảo, kinh luật luận, mà giáo pháp của Đức Phật tức là hãy nhìn vào tự thân, hãy nhìn vào tự thân để thấy rằng thân thọ tâm pháp, đó là cái điều quan trọng để mình cảm thấy có được an trú trong pháp hay không. Mình hành pháp hay là pháp nó hành mình, đó là điều quan trọng. Mà sự trình bày của Thượng Tọa Quán Không đó là một cái sự giới thiệu qua sự trải nghiệm của tự thân, cho chúng ta thấy rằng 423 lời dạy của Đức Phật trong Pháp Cú đó là những cái đề tài, nhưng mà đề tài thiết thực là chính bản thân của chúng ta đã tiếp thu được những cái gì có lợi ích hay không lợi ích. Mà lợi ích bây giờ thực tế của Thượng Tọa Quán Không đó là an cư lạc nghiệp, độc cư nhàn tịnh, sống ở tỉnh thất này. Có một con bồ câu trắng, một con chó, quý vị thấy đời sống rất là đơn giản. Và trên một cái bãi biển mà coi như không khí mát mẻ, phía sau là một cái nghĩa địa, thì quý vị thấy rằng nếu mà không an trú trong pháp, xin lỗi, ở nghĩa địa nó buồn bộn vô khèo 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 thế cũng giật mình. Ai mà cái tâm tu không vững mà ở nơi nghĩa địa thì quý vị nghĩ sao? Chắc là bỏ của chạy lấy người. Quỳnh Gia Nhạc Hà thấy là méo méo mặt liền ha. Nhưng mà có một con chó, có một con bồ câu để bầu bạn, như vậy thấy cũng hạnh phúc quá. Chúng tôi ở tại đây buồn buồn, đưa bàn tay lên cái có bồ câu nó bay đậu một cây tên trại, cảm thấy cũng hoan hỷ. Mình nó hiểu mình và mình cũng hiểu nó, cho nên khi mà đưa bàn tay lên có ít hột gạo hột lúa gì á, nó tới nó ăn riết là nó quen, thấy đưa tay lên rồi nó từ đâu nó bay, nó canh me mình sao đưa tay lên là thấy nó bay xuống. Thì ngồi kia gà thì có một con gà ở tại đây mà có thời gian Thượng Tọa Quán Không ở đây, đưa tay ra con gà nó nằm trên bàn tay luôn. Quý vị thấy vui không? Nhất là đưa bàn tay lên cái bỡ con gà nó nằm trên bàn tay của mình. Có nghĩa là chúng ta sống như thế nào không có ác tâm, phải thể hiện tâm từ, là con vật mà nó còn thương như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, với đề tài hôm nay rất là rộng,
mà Thượng tọa Quan Không không đem kinh sách ra để mà trích giảng, nhưng mà nói lên cái cuộc đời của mình. Khi bước chân vào cửa Phật, áp dụng lời dạy của Đức Phật để cảm thấy sự lợi ích cho chính bản thân của mình. Và tám nguyên nhân thì quý vị biết rằng đây là sự thật, đây là chân lý, đây là lời dạy của Đức Phật. Thì một trong tám nguyên nhân đó là chúng ta có độc cư nhàn tịnh hay không, có nghĩa là quay lại với chính mình để mình tiếp thu giáo pháp, có một cái sự an vui. Đó là điều mà chúng tôi thấy Thượng tọa Quan Không đã làm được. Vậy thì quý vị trong cái phần thảo luận, quý vị có thấy rằng áp dụng lời dạy của Đức Phật chúng ta cảm thấy an vui hay là đau khổ? Có nhiều người than rằng ô tôi ăn hiền ở lành mà tại sao tôi khổ quá. Tại sao người ta than lên câu đó? Mà ở đây chúng ta phải biết rằng áp dụng lời dạy của Đức Phật để cuộc sống của chúng ta được sự an vui, giống như câu Phật ngôn tham mô há huệ rất khả thi tham ma cha đi. Mình thực hành theo thiền pháp thì không rơi vào những khổ cảnh, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Làm được như vậy thì có lợi ích. Nhưng mà cũng có người nói tôi ăn hiền ở lành tại sao tôi khổ. Mà những người mà ở ác như vậy tại sao mà họ họ sống một cách an vui? Thì cái câu này quý vị thấy sao? Rồi xin mời bàn tay của quý vị, nhất là Huynh Giang Nhật Hà, nghe nói là thấy tỏ thái độ. Rồi cũng có người thắc mắc Thượng tọa Quan Không, tại sao mà ngài Liễu Tông gọi là Thượng tọa Quán Vắng à? Bởi vì quán không đâu phải quán hữu, khi nào mà quán về cái có thì mới hạnh phúc nhé, còn đây không có gì hết hạnh phúc cái gì. Rồi mời Giang Nhật Hà, tại sao có thái độ? Mời Sĩ Kim nè. Thời gian trước thì Thượng tọa Quan Không rất là lưu loát khi sinh hoạt ở trong rung của chúng ta, nhưng mà bây giờ sống lại với chính mình thì nhiều khi cũng e dè ha. Quý vị cũng thông cảm, đưa ra một cái đề tài thế này thì hơi rộng mà cũng là thực tế, để cho quý vị thấy rằng đến với đạo Phật có lợi ích gì, áp dụng lời dạy của Đức Phật mình có lợi ích gì. Đó là cái điều thiết thực. Rồi xin mời bàn tay của quý vị ạ. Quý vị cứ tự nhiên, rồi Quân Dân Nhạc Hà là thắc mắc là phải rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin lãnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hồi nãy con nghe sư kể chuyện hay quá, rồi con nghe nghĩa địa rồi con cũng thấy hơi giật mình, cái con bấm lên cái nó thấy trố hai mắt lên. Thì cái con nghe sư giảng bữa nay cái áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống thực tế như thế nào cho có lợi ích á, thì dục cũng giống như ngài nói lúc nãy nó cũng rất là rộng, nhưng mà con thì con có nhớ là ngài Liễu Tông có giảng là học thì cái chữ nói về học thì mình nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Nhưng mà có nhiều khi con cũng thường nghe thì mình nói là học phải đi đôi với hành, ngoài đời thì thường là nói như vậy, nhưng mà ở mặt khác thì là đa số thì là ăn học, ăn chơi, ăn nói, cái gì cũng phải ăn trước đó, rồi mới học sau. Ngay cả người ta cũng nói là nghe đi tu cũng vậy nữa, có thật mới vật được đạo. Thì con nghe nói cái học hành, chứ đâu có ai nghe nói hành rồi học đâu. Mà cái pháp học đó thì thật sự là nó rất là bao la, không biết là học cho tới khi nào mới đủ. Không biết là khi nào có đủ cái chút công phu vốn liếng để làm cái tư lương để mà có thể ngồi
xuống, hạ thủ công phu, mình bắt chân lên mình hành thiền. Thì nó vấn đề này cũng cũng còn nhiều cái thắc mắc á. Thì cái vấn đề mà học thì con nghe nãy Sư Quán Không có nói về Tam Tạng, kinh, luật và luận, thì con thấy như là cả đời mình học kinh điển còn chưa xong nữa mà nói tới hành thiền thì con thấy cũng khó quá. Nhưng mà cũng có một số cái quan điểm đó thì cho là mình vừa học vừa hành, thì cái này thì con thấy con chịu hơn á. Đối với con đó thì con thấy dễ chấp nhận được, nghĩa là mình học tới đâu đó thì mình hành tới đó. Chẳng hạn như là con tập đọc những cái bài kinh căn bản, bài kinh Pali căn bản, rồi con tập những cái phương pháp mà thập thiện, 10 cái phương pháp mà tạo phước mà quý sư thường dạy á, chẳng hạn như vậy á, thì con thấy có vẻ là hợp lý hơn. Còn cái điều mà con thường hay thắc mắc là hành trước mà không học gì cả, thì con thấy cái này nó hơi sai sao á. Có nhiều vị nói là mình cứ 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 bước vào là hành thôi, cứ ngồi xuống mà bắt chân lên rồi ngồi thiền. Con cũng có thử qua một chút xíu, thì có lúc con thấy, có nhiều lúc thì cũng thấy nhẹ nhàng vui vui, nhưng mà đa số thì là đau lưng đau chân, cho nên cũng cũng còn nhiều thắc mắc về cái vấn đề này. Thì hiện tại á, thì đối với con á, thì là đa số là con dựa vào cái phone của con á, con nói nó là cái thần thông á. Tại con cảm thấy con rất là lợi lạc khi mà có cái phone á, mình có con có thể ngồi ở một nơi mà mình có thể mình lên lớp mình học pháp chung với lại quý đạo hữu ở khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam, ở Úc, ở Canada, ở Mỹ, rồi những cái ngày khác khắp nơi đó, là khác cái ngày, chẳng hạn ở bây giờ là ở đây là chủ nhật, nhưng mà ở Việt Nam là thứ hai rồi, cái múi giờ cũng khác nữa, lúc thì ở đây là ban ngày, ở chỗ kia thì là ban đêm. Cho nên lúc con thấy nó có cái điều rất là kỳ diệu. Nhiều khi mà mình cũng tranh thủ rồi mọi người vô lớp rồi, ngay cái giây phút hiện tại đó, thì có thể được học pháp, được tập đọc Pali, rồi nghe duyên sự, rồi thậm chí là có thể được xin thọ trì tam quy và ngũ giới qua mạng Paul Talk. Thì có một số vị có thời gian hơn nữa thì cũng thấy là rất là tốt, có cái cơ duyên mà vào đọc được kinh Tam Bảo hàng ngày, rồi con thấy nó là quá tuyệt vời, nó đúng với lại hai cái chữ nhật hành đó. Có nghĩa là mình những cái công việc hàng ngày của cái người Phật tử đó, là nên làm như vậy. Nếu mà mình còn công ăn việc làm thì cũng vừa đi làm vừa hộ pháp, mà làm sao cho nó hợp cái những cái thời gian còn lại đó, thì con thấy cái bản thân của con, thì con thấy cái đề tài mà Ngài nói không đưa ra thì con thấy là rất là quá lợi ích. Nếu mà mình thực hành được bao nhiêu á, thì mình cứ cứ nghe ráng mà áp dụng cái lời Phật dạy vào cái cuộc sống hàng ngày thì con thấy rất là lợi ích. Thì con chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi, nên con có thể nhờ sư và đạo tràng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mọi người để có thể cho con học học hỏi thêm. Tại vì con thấy cũng có nhiều cô chú anh chị trong đạo tràng là lớn tuổi rồi, có nhiều cái kinh nghiệm quý báu hơn đó, thì chia sẻ thêm để con có thể biết thêm một chút xíu để có thể tu học, và cũng có thể gọi là mình đốt giai đoạn đi cho nó đúng đường hơn, có cái bản đồ để mà đi theo, chứ không là khư khư chạy cái bản đồ ra mà ngồi lên đó. Thì con có một ý kiến nhỏ như vậy thôi, và con xin
xuống mic và con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ, sa thủ. Giang Nhật Hà. Thì cái chỗ mà Quảng Không ở thì nó không có sát bờ biển lắm. Nó đi đi ra bờ biển thì cũng phải 5 phút. Mà ra đi nghĩa địa thì có 1 phút thôi. Ra nghĩa địa thì gần hơn. Cái cốc của Quảng Không ở thì nó gần nó nằm cái ngã tư, nó nằm đến ngã tư. Nó nằm đến ngã tư. Rồi thì người ta một buổi sáng hoặc là buổi chiều hay buổi trưa, buổi tối mà còn không nghe cốc cốc chen chen là biết là có một cái đàm ma đi ngang. Có một cái đàm ma đi ngang. Dạ quý vị con nghe rõ không ạ? Alo. Dạ cảm ơn Thiên Vũ, dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Cảm ơn Hồng Mai. Thì cái dân địa phương ở đấy người ta đã ta gọi cái ngã tư mà còn không cốc còn không đứng ở là ngã tư Vịnh Biệt. Người ta đặt cái cho nó cái tên là ngã tư Vịnh Biệt là đưa đưa đám tang đến nghĩa trang xong rồi là ra về là chia tay đó. Cho nên cái ngã tư này gọi là ngã tư Vịnh Biệt. Cho nên có ai hỏi còn không ở đâu thì nói ở ngã tư Vịnh Biệt là họ biết à. Ngã tư Vịnh Biệt là họ biết à. Thì nó còn cái hay là luôn 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 là cái sự kiện ở bên ngoài nó nhắc nhở cho mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng giảm rồi, thì cái con đường đi đến rồi con đường Vịnh Biệt thì mình cũng đã đứng đứng cái ngã tư Vịnh Biệt này rồi, thì chỉ còn vẫy tay chào cái nữa là xong. Thì đi lui sau nghĩa trang thì có 1 phút thôi. Bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cái điều mà Quảng Không đối với cái quan điểm cá nhân á, và cái suy nghĩ của cá nhân Quảng Không á, thì cho rằng quý vị Phật tử đã đến với cái đạo tràng này đó là một cái hạnh phúc, một cái may mắn, một cái phước duyên rất là lớn. Và rồi suy xét theo cái tự thân của bản thân Quảng Không á, thì tại sao mình rất là nhiều kinh sách, tại sao mình nghiên cứu, mình tìm hiểu rất là nhiều về những cái từ tài liệu về giáo pháp của Đức Phật, thậm chí là tiếp xúc những cái vị thầy, cái vị sư nổi tiếng. Chẳng hạn như trước khi mà đi đến với cái Phật giáo Nam truyền thì Quảng Không cũng đã từng nhìn những cái người nổi tiếng như là Hòa Thượng Thích Duy Lực hoặc là Hòa Thượng Thích Thông Lạc, hoặc là những cái vị nổi tiếng để mà học. Rồi thì cầm theo một cái máy cassette nhỏ nhỏ, cassette nhỏ nhỏ, rồi bỏ một cuốn băng mới ở trong đó, rồi bắt đầu khi tiếp xúc với những cái vị mà thầy vị sư nổi tiếng thì cũng không đặt những câu hỏi, rồi thì họ giải thích mà cũng không thỏa mãn, cho đến khi mà tiếp xúc được với những cái kinh điển Nam truyền, nhất là những cái cuốn sách mà do ngài Hộ Pháp biên soạn cũng như các vị tổ túc trưởng lão
trong hệ phái Nam Tông biên soạn. Thì còn không tập trung vào cái con đường mà mình đã gặp đó để mình học, học mình nghiên cứu để mình thực hành. Thì cái điều mà còn không muốn nhận mình ở đấy á, đó chính là quý vị, cái này là cái ý kiến riêng của còn không thôi, nhưng mà quý vị đã gặp được cái đạo tràng này, mặc dù là không có điều kiện để tiếp xúc trực tiếp, nhưng mà gặp cái đạo tràng này rồi gặp ngài hòa thượng Trí Đức, ngài hòa thượng Liệt Tông cũng như chư tôn Đức Tăng để chia sẻ quý vị cho sinh hoạt, thì đem cái điều mà chúng ta cứ huấn tập liên tục, kiếp sau chúng ta khi mà gặp ai đó, một cái cuốn kinh sách nào đó, hoặc là một cái tài liệu nào đó, hoặc một cái vị thầy vị sư, hoặc một cái vị đạo sư nào đó giảng dạy về cái con đường tu tập, con đường học Phật để mà được lợi ích, thì quý vị sẽ phân biệt được liền. Có một cái điều mà còn không từ thân mình thấy á, là còn mình cứ đọc đọc rất nhiều, nghiên cứu nhiều, tìm hiểu nhiều, nghe rất nhiều, nhưng mà rồi mình không chấp nhận, mình không chấp nhận cho đến khi nghe cái kinh tụng Pali cũng như là đọc những cái kinh sách thuộc hệ Nam truyền. Nó không phải là tự nhiên, nó có một cái nhân xấu xa nào đó. Thì cũng giống như quý vị bây giờ, nếu như mà cứ ngày nào cũng thọ trì tam quy ngũ giới, ngày nào cũng tiếp cận với kinh điển Pali, với chư tăng, thì cái kiếp sau quý vị gặp một cái hình bóng chư tăng, rồi nghe những cái lời giảng dạy hoặc là đọc những cái kinh sách, thì quý vị có thể trong cái con người quý vị nó sẽ có một cái sự nhận định, nó tự động nhận định cái này không phải, cái này không phải, cái này không phải. Còn giống như quý vị gặp một cái người quen, gặp một người quen, sống với một người quen nào đó, một người bạn nào đó, rồi một thời gian thì xa cách 10 năm, 20 năm, rồi đến khi gặp lại thì quý vị có thể, mặc dù đã có thay đổi nhiều, nhưng quý vị vẫn có thể nhận biết được, à, đây là cái người bạn cũ của mình, tên gì, sống như thế nào, đã từng sống với mình như thế nào. Trong bên cái bên Tây Tạng thì cũng không có đọc những cái tài liệu, thì thấy rằng có những cái vị lạc ma khi mà qua đời viên tịch thì tái sinh lại ở một cái trụ sở nào đó, ở một nơi nào đó, trong một cái gia đình nào đó, thì những cái người đệ tử của cái vị lạc ma đó mới mới suy xét là cái vị lạc ma đó bây giờ đang ở đâu, đang tái sinh ở đâu, rồi thì người ta tìm đến và thỉnh về, thỉnh cái đứa bé đó về và bắt đầu kiểm tra lại, thì xác định được đứa bé này chính là cái vị lạc ma ngày xưa. Hoặc là có những cái trường hợp, có những cái đứa bé mà đưa kinh điển, dạy học kinh vào chùa thì dạy học kinh, đưa một bài kinh để cho đứa bé đó nó học, thì nó buổi sáng giao cho nó một bài kinh học đi, thì nó đọc qua một lượt, đọc qua lượt hai, đọc qua lượt ba, xong rồi là nó kẹp nắp,
nó ra nó chơi chơi bạn bi, chơi bạn lon vân vân. Rồi định chiều lại thì cái vị thầy mới kêu cái chủ tiểu đó vô để kiểm tra cái bài kinh đó, thì đọc ro ro, đọc lâu lâu à, học học rất là nhanh và thuộc rất là nhanh. Thì đó là một cái trường hợp mà người ta ôn lại thôi, người ta đã từng học bao nhiêu năm rồi, cho nên bây giờ là ôn lại thôi. Thì kiểu giống như chúng ta vậy, chúng ta ngày nào cũng thọ trì tám kinh ngũ giới, ngày nào cũng học về Pali, học về kinh điển Nam truyền, thì kiếp sau hoặc là có trong ngay trong kiếp này chúng ta cũng có thể tiếp nhận cái gì và không tiếp nhận cái gì. Thì đó là cái mà cái mấu chốt để chúng ta không có bị lạc. Như lúc này cũng không nói là chúng ta cái thời đi hiện đại chúng ta đang lạc vào trong một cái biển thông tin nó quá mênh mông, và rồi chúng ta ôm được một cái phao nào trong cái biển đó mà nó giúp cho chúng ta được an toàn, được vượt qua được những cái nguy hiểm, cái khó khăn, thì chúng ta không thể buông được. Cho nên đối với học thì chúng còn không nghĩ rằng trong đạo tràng chúng ta thì chúng ta càng ngày càng gắn bó, càng tích cực để học hỏi, để tiếp thu những cái điều mà chư Tôn Đức Tăng cũng như quý thiền hữu tri thức trong đạo tràng chia sẻ, để chúng ta có được một cái vốn liếng để chúng ta sống, chúng ta áp dụng trong cái thực tế, cũng như là làm một hành trang cái tư lương cho tương lai. Còn nếu không thì chúng ta cứ học, cứ hành theo những cái điều mà không có lợi ích, thì tiếp sau thì chúng ta cũng gặp lại những cái điều đó thôi. Bởi vì chúng ta đã gieo duyên với nó, chúng ta đã ăn kết với nó rồi, thì tiếp sau chúng ta cũng sẽ gặp lại. Rồi trong hiện tại chúng ta cũng sẽ gặp lại những cái mà nó tương thích với cái mình đang đeo đuổi. Thì bây giờ không biết trong đạo tràng quý vị có chia sẻ gì không, có ý kiến gì không, xin mời quý vị từ trong đạo tràng. Thì ở đây thì chỉ có không có nhận biết được một số người quen như là Sít Như Quang, Sít Như Khuynh, Sít Thanh Thủy Trần, còn một số thì gần như là cũng không cũng biết cái vị đó là nam hay là nữ. Xin mời quý vị lên cầm bích để chia sẻ, để giao lưu. Bây giờ thì có biết được Huynh Giang Nhật Hà. Alo. Khi mà còn không mà chọn cái đề tài là áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật trong cái cuộc sống để có lợi ích đó, thì còn không cũng nghĩ đến một cái khía cạnh khác, đó là áp dụng cho bản thân mình. Nhưng mà rồi trong cái cuộc sống hàng ngày đôi khi mình
không 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 áp dụng cho không những là áp dụng riêng cho bản thân mình, mà rồi mình còn áp dụng cái điều mà mình học được, mình hiểu, mình tâm đắc với con mình, với người thân của mình, hoặc là xa hơn là với bạn bè của mình, vân vân. Thì từ cái áp dụng, chúng ta đôi khi chúng ta chuyển qua cái áp đặt. Cái áp đặt chẳng hạn như quý vị, như trong trong một cái gia đình, đến ngày mùng 1, theo cái thông lệ tới đến ngày mùng 1 và ngày mà 14 rằm vân vân, thì là chủ trương là ăn chay. Rồi thì người mẹ thì chủ trương ăn chay, áp dụng ăn chay, thì đó là tự nguyện. Nhưng mà rồi mình áp đặt đến lên con mình, lên chồng mình, lên cháu mình, ngày hôm nay là ngày rằm ăn chay đi, đừng có ăn mặn. Thế như vậy là mình đã từ áp dụng mình chuyển qua áp đặt rồi. Rồi nó không chịu ăn á, thì mình sẽ chuyển nâng lên một cái bậc, là mình áp lực có ăn hay không, không ăn thì nhịn đói nha. Rồi nó vẫn không chịu ăn thì mình đưa qua là nâng lên một bậc nữa, là áp bức phải ăn cho được. Mà không, vẫn không chịu ăn, vẫn là cãi lại, thì mình sẽ là áp đảo. Cho nên là mình càng đi, càng ngày càng đi xa, mặc dù cái gì mà mình tâm đắc là mình có quyền áp dụng cho bản thân mình, nhưng mình chỉ có thể gợi ý đề nghị với những người nó có cùng một cái quan điểm, có cùng một cái nhận thức với mình, để mình đừng có biến cái từ từ cái việc áp dụng đi qua thành cái áp đặt, qua cái áp đặt. Chẳng hạn như mình thì thích là bác sĩ, thích cái nghề bác sĩ, rồi mình hướng dẫn cho con mình đi vào con đường học hành để mà trở thành một cái vị bác sĩ. Nhưng mà rồi con mình thì nó là thích làm hội họa, thích ca sĩ, thích làm ca sĩ này kia, rồi mình áp đặt bắt nó phải học cho được, trở thành cái vị bác sĩ, thì cái cuộc sống của chúng ta đôi khi nó đi quá xa. Mỗi người có một cái căn cơ, cái nghiệp lực, cái nhân duyên, cái điều kiện khác nhau, rồi mình áp dụng không được rồi mình đẩy qua cái áp đặt, thì đó là một cái điều mình phải chú ý để mình ứng xử đối với người bản thân mình cũng như những người thân. Có nhiều cái điều nó cho rằng là nó là tốt đẹp, rồi rồi cứ làm theo, rồi hướng dẫn những người khác làm theo, rồi càng ngày mình là sai trái, rồi càng ngày đẩy những người khác càng sai trái nữa. Như trong kinh điển thì cái vị Angulimala chẳng hạn, thì cái vị thầy hướng dẫn nói rằng bây giờ phải giết cho được 1.000 người thì mới thành tựu được một cái uy lực, thành tựu được một cái điều gì đó rất là vĩ đại, vân vân. Thì làm theo cho đến khi gặp Đức Phật, thì cái điều đó mới nhận thức ra rằng làm cái điều đó là không có đúng đắn, không có hợp đạo lý, vân vân. Thì không biết trong cái cuộc sống hàng ngày
quý vị có những cái trải nghiệm gì có thể chia sẻ với đạo tràng để chúng ta cùng học hỏi, thì cũng không xin mời bằng tay của quý vị. Alo, dạ, xin nhớ nhớ bịt lại cho tu lựa tự duyên à. Tại vì cái nghiệp của cái vị đó như vậy
Cho nên nó là cái gọi là cái thường cận y duyên. Nếu mà nói về y duyên á, thì thường cận y duyên của cái người này nó như vậy thì họ mới phân biệt ra, họ mới biết được. Còn nếu có những người họ không học pháp thần pháp thì họ gọi là vơ đũa cả tấm, có nghĩa là trong cái tăng đoàn dù rằng cái người đó nhìn cái tướng như vậy nhưng mà là cái tâm nó lại khác. Còn có những người cái tâm đó như vậy mà nó lại khác, nó không giống. Còn nếu mà những người không học pháp thì không thể nhận ra được. Có những người học thì mình có thể nhận ra được chút chút nào đó, để thứ nhất là mình kinh nghiệm về bản thân của mình và mình thấy đó để mình rút kinh nghiệm để mà mình thực hành, chứ không phải là để mình chê bai cái người đó. Khi mà mình thấy cái người đó thì mình phải quay trở lại mình nhìn mình để mà mình sửa đổi những cái gì, những cái hư tật xấu của mình biết, chứ người ngoài họ không thể biết. Thì qua cái lời dạy của nhà con tính với anh này rất nhiều, và để trở lại chương trình thì con một lần nữa con thay mặt với Phật tử để tri ân ngài, và con cũng có vài lời. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng tiếp tục chia sẻ những cái hiểu biết của mình để đạo tràng cùng nhau chia sẻ, học hỏi, học hiểu để mà kinh nghiệm tu tập, mà chủ yếu tu tập ở đây để đi đến con đường thoát khổ và bớt cái sự khổ của mình. Dạ, cảm ơn chị Kim. Dạ, bây giờ xin kính mời chị Kim có thể chia sẻ. Dạ, bây giờ là chị để áp dụng chị tháng rồi, cho nên là chị xin phép nào càng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô, quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn thiền vũ. Thì trong cái lời giới thiệu ban đầu, thì Quảng Không cũng nói tổng quát qua về vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu kinh sách, cũng giống như là nghe Chư Tôn Đức Tăng trong cái đạo tràng của chúng ta giảng dạy hướng dẫn. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì sáng hôm nay Quảng Không muốn chia sẻ với quý vị một điều nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ đối với cái quá trình mà còn không học hành tu tập thì còn không thấy rằng nó có thể có lợi trong tương lai, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó là chúng ta ghi nhớ những cái gì chúng ta đang làm, mà cái bước đầu là tinh thần. Tinh thần nó dễ nhận thấy hơn, dễ nhận thấy hơn, giống như khi chúng ta đi, chúng ta bước cái chân trái chân phải, chúng ta biết để làm cái gì. Hồi xưa thì chỉ học theo những cái lời hướng dẫn trong kinh điển, thì cứ làm theo vậy thôi. Nhưng làm một cái thời gian rồi thì chúng ta nhận ra được một điều, chẳng hạn như khi chúng ta học Pali, kinh Pali chẳng hạn, thì lúc đầu chưa biết,
Thì ngài chỉ được hướng dẫn là đọc như thế, đọc như thế, đọc như thế, rồi lần lần chúng ta mới, lúc đầu thì đọc không chạy chữ, sau thì đọc nó suôn sẻ hơn, rồi chúng ta lần lần mới nhận biết được là cái trường âm, đoạn âm, rồi âm nhẫn vân vân, rồi hiểu được cái ý nghĩa cái từ đó là cái gì vân vân, rồi hiểu được cái câu kinh đó là dạy chúng ta điều gì. Thì cũng như vậy, lúc đầu thì chúng ta cứ ghi tập ghi nhận những cái đơn giản chẳng nhé, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hoặc là phòng xẹp, hoặc là trái phải vân vân. Rồi đến một cái thời gian á, thì chúng ta thuần thục rồi á, thì chúng ta sẽ nhận biết được nó chi tiết hơn, nó tinh tế hơn, nó tinh vi hơn. À, rồi lần 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 á, chúng ta sẽ nhận biết được những cái nó sâu xa hơn. À, đó, đây là cái bước tập đầu tiên để chúng ta có một cái thói quen, có một cái phản xạ nó thuần thục. Rồi đến một lần, đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ nhận biết được cái gì trên cái thân của chúng ta. Rồi thì chúng ta biết trái phải họ cũng xẹp, rồi hít vào thở ra vân vân. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận biết được một cái tâm tham khởi lên, một cái tâm tham khởi lên. Trước khi chúng ta bước, nó có một cái tâm muốn bước. À, nhưng mà chúng ta chưa thấy cái tâm muốn bước đó. Chúng ta bước, chúng ta theo dõi cái bước chân, rồi từ cái bước chân đó chúng ta mới truy ra cái đằng sau bước chân đó là ai. Chẳng hạn như ví dụ như có một cái vị điều tra về hình sự, thì một cái người nào đó đi tấn công một ai đó, thì người ta tìm hiểu ai đã sai bảo cái người này tấn công cái người kia. Ai đã sai bảo người này tấn công người kia, đằng sau cái người tấn công đó là có một cái người sai bảo nó. Thì bây giờ ngay cái bản thân của chúng ta, trên thân của chúng ta, buổi sáng thức dậy thì nó có một cái suy nghĩ là nổ máy xe để chuẩn bị đi làm chẳng hạn vậy. À, thì nó có một cái suy nghĩ đó, nhưng mà nó nhanh quá chúng ta không thấy, chúng ta chỉ biết à ra nổ máy xe chuẩn bị để đi làm, là chúng ta chỉ biết ngang đó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đó rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái đằng sau nó là một cái ý nghĩ muốn, một cái tâm muốn nổ cái máy xe, muốn đi làm, chuẩn bị đi làm. Rồi lần lần á, chúng ta mới mới thấy rằng khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta mới thấy rằng cái tâm này nó khởi lên, tâm kia nó khởi lên. Rồi một cái thời gian sau chúng ta mới thấy rằng trong cái tâm đó nó gồm có những cái tâm sở nào. Rồi một thời gian sau nữa thuần thục rồi, chúng ta sẽ thấy rằng những cái tâm này nó diễn ra trên cái dòng pha văn cảm như thế nào. Rồi với một cái người học ví dụ pháp, mà nếu như chúng ta không có tập luyện để chúng ta thấy ra được cái dòng pha văn cảm, rồi những cái tâm nó diễn ra trên cái dòng pha văn cảm, rồi cái tâm đó nó gồm những cái tâm sở nào, thì chúng ta không có thể sửa đổi để mà tu tập được. Bởi vì mình sửa là sửa ngay cái gốc á, cái tâm nó muốn muốn sát sinh, muốn trộm cắp, muốn tà dâm, muốn uống rượu, thì nó có một cái tâm đó. Mà chúng ta chặn được cái tâm á, thì nó chặn được cái thân, cái khẩu. Cái thân, cái khẩu là cái mà nó phục vụ cho cái ý nghĩ của mình, tâm của mình. Đấy, cho nên khi mà chúng ta không sát sanh, thì khi mà chúng ta cầm con dao để mà định giết một con gà, một con vịt, thì khi đó là
cái tâm nó đã ra lệnh rồi. À, còn cái việc làm của mình là cái đó là mình giật mình nhớ lại, à không được sát sanh. À, thì khi đó là cái tâm mình nó bắt đầu nó thay đổi từ cái tâm là muốn sát sanh, muốn giết con gà, rồi nó chuyển qua một cái tâm là không sát sanh, không giết con gà, thì cũng ngay trong cái hành động đó, ngay trong cái lúc đó thôi, chúng ta sửa ngay trong cái lúc đó thôi. Còn không là chúng ta có nhận biết cái lúc đó là chúng ta sẽ giết con gà, rồi sau đó là chúng ta sẽ có những cái tâm hối hận hối tiếc, rồi chúng ta sầu tâm rấy rứt là sát sanh thế này thế kia vân vân, rồi sợ hãi những cái hậu quả sau khi sát sanh, cái sức khỏe của mình, cái thọ mạng của mình nó sẽ giảm vân vân. À, thế đó là cái hậu quả rồi, và chúng ta sẽ phiền não, chúng ta sẽ lo sợ, chúng ta sẽ hối tiếc, chúng ta sẽ rấy rứt vân vân. À, cho nên là cái tu tập chính là sửa, mà sửa là sửa cái tâm. Cho nên lúc này còn không mới nhắc đến cái câu Phật cũ trong đó, cái điều quan trọng là cái gì? Là thanh tịnh kỳ ý, làm cho cái tâm mình nó trong sạch. Mà mình có thấy cái tâm mình đâu mà trong sạch, cái tâm nó khởi lên từng sát na một, mà muốn làm sao mà để mình thấy từng sát na một đó, để mình mới có được một cái sự sửa đổi cho nó thiện, cho nó tốt đẹp, thì chính là qua cái con đường ghi nhận những gì mình đang diễn ra trên thân tâm, trên cái quá trình mình đi đứng nằm ngồi, mình sinh hoạt hàng ngày, mình sống hàng ngày, mình làm hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày, rồi mình phải ghi nhớ. Hồi trước còn không đọc mấy cuốn sách của Krishnamurti, Krishnamurti á, thì ông đọc thì nhiều, ông giảng ông nói cũng nhiều, nhưng mà còn không nhớ một cái điều, đó là ông khuyên nên viết nhật ký. Thì đôi khi hàng ngày mình làm việc bốn ba công chuyện này kia, rồi mình nghĩ là không có thời gian rồi đâu, mà chạy xe cho nhanh, phải cho mà làm việc này việc kia cho nhanh để mà giải quyết công việc cơm áo gạo tiền hàng ngày, rồi thì chúng ta không biết là chúng ta đang làm cái gì trong cái ngày đó, đã làm cái gì trong cái ngày đó. Thì chiều lại tối lại chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận, ghi nhớ, à ngày hôm nay, sáng hôm nay chúng ta đi tới đó, chúng ta làm điều đó, chúng ta nói điều đó, vân vân. Để mình biết là ngày hôm nay mình đã làm cái gì, mình đã nói cái gì. Rồi lần lần á, thời gian á, thì ngay cái khi mình nói gì, mình làm gì, mình ghi nhận liền. Ghi nhận liền. Rồi thường thường là mình bị trễ một gì. Mình làm rồi mình mới nhận ra là mình đã làm cái điều này là sai. Mình nói rồi mình mới nhận ra, mình làm, mình nói điều này là tổn thương đến cái người này. Rồi lần lần thời gian mình thuần thục rồi, thì ngay khi mình khởi cái tâm lên, khởi cái ý lên, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, là mình nhận biết được liền là nên nói hay không nên nói, nên làm hay không nên làm. Ngay cái giây phút, ngay cái sát na đó mình đã nhận biết được rồi, và nó giải quyết rất là nhanh. Như một cái người mà học đàn thì học lúc đầu thì bấm cái nốt đô hoặc nốt rê hoặc nốt mi vân vân, thì bấm từng nốt từng nốt nốt vậy, rồi cái bằng cái phải thì gảy sợi dây nào cho nó đúng vào cái nốt mà mình đang bấm đó, rồi lần 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 rồi nó mình bấm được cả một cái gam, tức là một cái hợp âm. Rồi lần lần là mình không cần phải nhìn vào cái cần đàn, không cần phải để ý đến những cái ngón tay, mà nhắm mắt lại mình có thể bấm đúng những cái điểm đó, và mình có thể đàn đúng những điểm đó với những cái nhịp đó. Thì nó phải qua một quá trình tập luyện, qua một quá trình tập luyện. Thì khi cái con đường tu học của mình thì cái tập luyện đôi khi nó cũng hơi mơ hồ, hơi mù mờ, cho nên lúc nãy Huynh còn không rất tâm đắc với Huynh Giang Nhật Hà cái từ là cái bản đồ, cái bản đồ
Thường thường chúng ta đi mà chúng ta không nắm được cái bản đồ. À, và thường thường thì chúng ta cứ đi, vừa đi vừa tìm hiểu, vừa đi vừa tìm hiểu. À, rồi có khi đi lạc, có khi đi lệch, có bên này lệch, có bên kia. Thì trong một cái quá trình học hỏi thì với cái râm Phật giáo Nam Truyền chúng ta đang sinh hoạt ở đây, thì hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái niềm tin, một cái niềm tin để mà thực hành theo, để mà học thực hành theo cho nó rốt ráo, cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thuần thục, thì nó lần lần nó sẽ có được một cái kết quả rất là tốt đẹp, quý vị có thể nhận biết được. Cái cơ bản đầu tiên đó chính là chúng ta đang làm gì, biết thế nào, nói cái gì, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, để chúng ta cứ ghi nhớ, ghi nhớ. Chúng ta lên xe, chúng ta mở cửa, chúng ta cũng biết là mình đang đưa cái tay trái ra, đưa tay phải ra để mở cửa, rồi bật chìa khóa, là mình nhớ như thế, ghi nhận như thế, tập như thế một thời gian, rồi đạp chân ga chân thẳng gì đó, rồi đi con đường nào bên trái bên phải, rồi những cái bảng hiệu như thế nào, cứ ghi nhận ghi nhận ghi nhận như thế, ghi nhận như thế. Cho đến một cái lúc nào đó rồi thì bản thân của cái con người chúng ta nó sẽ cứ 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 khép cái đà đó mà nó ghi nhận. Rồi đến một lần là đến một lúc là chúng ta nó có đủ đủ cái nhanh và đủ sâu thì nó sẽ nhận biết được cái tâm của chúng ta, nó ẩn ở trong người chúng ta, nó ngủ ngầm trong chúng ta sâu hơn, mà chúng ta vẫn thấy ra được, vẫn thấy ra được cái dấu vết của nó. Rồi lần lần chúng ta sẽ thấy ra được cái cốt lõi của cái con đường tu tập của chúng ta nó nằm ở chỗ nào, và chúng ta sửa đổi ngay chính cái gốc của nó, sửa đổi ngay chính cái gốc của nó. Cho nên rồi thì chúng ta sẽ được an vui. Mà ngay trong hiện tại khi mà chúng ta có cái sự chủ tâm, có cái sự ghi nhận, đây là cái bảng hiệu có cái đường rẽ ngã ba, thì mình phải cẩn thận, đây là cái đèn đỏ thì mình phải cẩn thận, đây cái đèn vàng thì mình phải cẩn thận, ngay cái giây phút đó mình ghi nhận tất cả những cái thứ đó một cách rất là chủ tâm. Thì trong cái công việc hàng ngày chúng ta là chúng ta làm gì thì chúng ta cũng đang tu, đang tu. Khi chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhớ nó là đang tu, và rồi một thời gian chúng ta sẽ thấy nó có lợi ích, có lợi ích. Nếu không ghi nhận á thì ví dụ khi quý vị đi 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 về nhà mở chìa khóa ra, rồi quý vị giục ở đâu đó, quý vị không ghi nhận, mình đã bỏ cái chìa khóa ở trên cái chỗ này, thì đến một lát sau thì quý vị đi tìm cái chìa khóa, rồi quý vị không nhớ là quý vị đang nằm ở đâu, cái chìa khóa đang nằm ở đâu, thì quý vị cũng đã mất thời gian, quý vị cũng đã mất cái công sức để đi tìm nó. Thì đó là cái điều mà còn không gợi ý để quý vị có thể suy xét cái bản thân mình, rồi có một cái cuộc sống. Chúng ta cứ sống bình thường, cứ làm ăn bình thường, nhưng mà trong mỗi mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói chúng ta cứ ghi nhận, cứ ghi nhớ chúng ta đang nói gì, chúng ta đang làm gì, chúng ta đang làm cái gì. Cứ ghi nhớ như thế, cứ ghi nhận như thế, cứ chủ tâm như thế, rồi lần lần là quý vị sẽ thấy ra đằng sau những cái việc đó nó có cái kết quả xa hơn, rộng hơn, sâu hơn. Thì sáng hôm nay không biết đã đến giờ để mà kết thúc cái buổi sinh hoạt này hay chưa, thì còn không muốn xin chuyển mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khả Giác.
Dạ thì trong cái thời gian còn lại thì kính mời thì Phật tử trong đạo tràng chúng ta có thể lên cơ mật để chia sẻ, hoặc là còn cái thắc mắc gì có thể đưa lên để cùng thảo luận, cùng góp ý. Kính mời quý vị. Bích Hà dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Dạ quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ quỳnh kính lễ cô nữ Tuệ Duyên. Cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ bạch sư, và thượng tọa Quán Không, và sư có thể chỉnh cái âm thanh của thư cho lớn hơn một chút mới được không bạch sư? Tại vì có người nói với con nghe không có rõ nên người ta chạy mất tiêu rồi. Dạ chạy mất tiêu rồi, thành ra nếu được thì thư có thể chỉnh máy chưa to hơn một chút. Với lại đạo tràng hoan hỷ nhà, tại đạo tràng chúng ta đó chưa có nghe quen được âm thanh của thượng tọa Quán Không, nên là hơi hơi khó nghe, nhưng mà nghe hoài rồi thì sẽ dễ nghe hơn. Dạ đây là kinh nghiệm của Nhật Quỳnh. Dạ mới đầu thì nghe những vị nói nhanh và tiếng Huế thì mình khó nghe, nhưng mà nếu mình nghe quen rồi thì mình nghe được. Dạ mình sẽ nghe được, nên còn cung thỉnh thượng tọa Quán Không có thể cho âm thanh thêm một chút để cho đạo tràng những vị vào nghe được. Dạ Nam Mô Bích Hà giá. Dạ Quỳnh thấy Quang Thanh thấy Thiện Vũ đang có ở trước máy. Thiện Vũ ơi, có thể đưa bàn tay mình lên để nói cái kinh nghiệm của mình khi mình học được giáo pháp của Đức Thế Tôn, hoặc là mình đến với cái rơm Phật giáo Nam truyền. Dạ sa thú mời Thiện Vũ ngàn. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, thưa sư, khi nghe sư nói cái đề tài áp dụng những cái học vào cuộc sống của mình hàng ngày, thì ngay hôm qua con đã có một cái áp dụng. Tại vì con cứ mong mãi cho bé gái nhỏ của con, nó 18 tuổi, nó vào đại học, nó trưởng thành. Thế rồi cái điều đó thì chỉ trong vòng 1 năm nữa thôi con sẽ đạt được. Thì đến tối hôm qua khi mà đưa cháu đi tham dự một cái volunteer để chuẩn bị Giáng sinh, lễ Giáng sinh cho một cái trung tâm, cháu nó đi từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Trong cái 6 tiếng đồng hồ đấy con đã bần thần. Con thấy là sau một thời gian dài lắm làm vợ làm mẹ, rồi một cái tương lai rất gần, là con chỉ còn lại trong một cái tổ trống rỗng có một mình. Con đang suy nghĩ như vậy thì con lại nhớ đến
những lời Phật dạy mà con đã được học là sống với hiện tại. Cái hiện tại này đây thì con, hai mẹ con đang ngủ nghỉ với nhau. Thế rồi con lại nghĩ xa hơn một chút là cái chính là cái phước của mình nó sẽ giúp cho mình. Giống như ngày dỗ con đã dạy rất nhiều là cứ cố gắng làm việc thiện để mà tạo thêm phước, nó sẽ giúp cho mình. Còn hiện tại là như vậy, còn ngay cả trong mấy phút nữa thôi mình cũng chưa biết cái gì sẽ xảy đến với mình. Đó là một cái áp dụng mà con quý vô cùng khi mà con được học từ những lời Đức Bổn Sư dạy truyền thừa hơn 25 thế kỷ nay qua bao nhiêu vị tăng như quý sư con đang được học. Dạ, con kính tri ân quý sư và con thấy con rất là may mắn khi con được hiện tại con đang được học và cố gắng áp dụng những cái học của mình từ những điều Đức Bổn Sư dạy vào cuộc sống của con. Dạ, con xin kính tri ân sư. Nha, sa thủ kính cảm ơn Thiền Vũng đã chia sẻ ý nghĩ của mình khi mình học được Phật Pháp. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh mà Quang Thanh. Nhật Quỳnh thấy Quang Thanh mà vào đầu tràng cũng có nhiều điều hay hay lắm. Nên mời Quang Thanh chia sẻ khi mình hiểu được Phật Pháp một chút nào đó, hoặc là khi mà mình vào trong Phật giáo Nam truyền thì mình có được lợi ích gì. Dạ, kính mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thán Không và con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con tu nữ phúc hạnh. Con kính lễ cô tu nữ tệ duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Thì ra thì con về đến với Thật Giáo Nguyên Thủy này thì con cũng mới đến được hơn một năm. Thì con cũng được vào cái Zoom của Ngài Chí Đức này, đầu tiên là con học về Bali và con cũng có phần hiểu thêm về cái Phật Pháp, Phật Giáo Nguyên Thủy để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng để mà con áp dụng ở trong cuộc sống và trong sinh hoạt hàng ngày thì con cảm thấy được là nó rất hữu ích. Với một cái việc là rất đơn giản, con cùng với một đồng nghiệp làm chung, thế nhưng mà cái sự ganh tị của đồng nghiệp thì suốt ngày ganh tị con, nhưng mà con vẫn đón nhận. Và con đón nhận từ lúc khi con bước vào làm việc tại nơi Bình Định này cho đến bây giờ, người đấy vẫn cảnh kệ với con, nhưng con vẫn đón nhận. Nhưng con đón nhận không phải bằng một cái sự tâm sân, mà con nghĩ rằng đây chắc chỉ là một quả của đời quá khứ, do mình cũng ganh tị với người ta nên là bây giờ mình phải nhận quả. Nên là bây giờ dần dần con cảm thấy nó, cái gì nó đến nó rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng lắm, tất cả mọi việc xảy ra con cảm thấy nó nhẹ nhàng từ khi con biết được đến Phật
Phật giáo nguyên thủy là mình hãy nhìn quay vào, nhìn tâm mình chứ mình không nhìn người ta. Khi mình nhìn được cái tâm của mình rồi, mình biết được cái tâm của mình lúc đó, thì mình sẽ không bị phân tâm với cái câu nói của người ta. Đó, thì khi đó thì mình nhìn vào trong thì mình thấy à, cái tâm của mình nó cũng đang 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 sân hận chẳng hạn, hoặc là đang ghét người ta chẳng hạn, hoặc là đang có một cái ý định gì đó với người ta chẳng hạn, nhưng mình à, cái này không được, mình không được dân. Thế là tự nhiên là cái tâm của mình nó nhắc bảo mình, thì mình cảm thấy trong cái đấy nó rất là hữu ích cho con trong đời sống hàng ngày và kể cả với cuộc trong gia đình. Ví dụ như ngày xưa trong gia đình con có thể là rất là gặp một chuyện, ví dụ như con nói ngay chuyện của bố con mất rất là đột ngột, thế nhưng con chỉ có bị lúc đó là con cũng ai cũng có thể là rất là một cái sự đột ngột đến thì mình có thể là ấy, nhưng con vẫn vững tâm lại và đến con về, nhưng con về đến nhà con vẫn không có khóc, mà con về đến nhà con lo tang cho cha cho cùng với gia đình xong. Lúc đó con với sau một đêm con nằm con mới nghĩ con tất cả những cái gì mà con chưa làm được cho bố, thì con xin hứa con sẽ làm những cái phước thiện thanh cao để hồi hướng phước đến cho bố, để cho bố được tái sanh về nơi nhà cảnh. Thì khi con ước nguyện được như thế thì con thấy được là tất cả những cái gì mà thuận lợi đến với con trong một thời gian ngắn là con đi làm một con đi vào trong chùa từ thiện, con dự một buổi lễ của buổi lễ mà hôm đó là lễ của cha của sư phụ Trí Ngạn đó, mà con về là con được nhận cái món quà là được ở một phòng riêng, được ở một phòng riêng và không có liên quan. Lần trước là con ở chung với một người bạn, nhưng mà con về là con được nhận món quà đó. Con nghĩ rằng tất cả những cái việc làm mình làm thiện thì tất cả mình sẽ nhận được cái thiện, chứ không không có gì. Còn khi mà người ta sân với mình, hoặc người ta ghét mình, hoặc người ta ganh tị mình, thì mình cứ đón nhận một cách rất là bình thản, xong từ đó mình sẽ rút ra được tất cả những cái gì mình cần tránh và mình cần học được ở người ta điều gì và mình cần tránh ở người ta điều gì. Thì qua những cái câu chuyện mà những câu pháp cú, để cho con vẫn còn nhớ cái câu pháp cú là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, ý giữ trong sạch chính lời chư Phật dạy. Hàng ngày con toàn phải nghĩ đến cái câu pháp cú đấy để chiêm nghiệm cho mình trong cuộc sống. Nên là con rất là vui là khi mà bất cứ gặp một chuyện gì thì con lại nghĩ đến cái câu pháp cú đấy. Nên là con thấy được như thế là con vào con rất kính tri ân ngài Trí Đức, và con kính tri ân sư phụ Pháp Trang, và con kính tri ân các quý sư, và con kính cả tri ân ngài Pháp Giới con đã chỉ bảo cho con trên con đường để cho con hướng tâm về Phật pháp, để con tu tập, để con được ngay sự lợi ích và sự bình an trong cuộc sống hiện tại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có vài lời chia sẻ như vậy. Con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Sa thú Sĩ Quang Thành. Chúng ta thấy Sĩ Quang Thành đến với đạo tràng trẻ, nhưng mà cũng do cái phước quá khứ, phước bề ta phùn nha tà, tức là do cái phước quá khứ, cho nên Sĩ Quang Thành đã tiếp thu Phật pháp một cách rất là nhanh. Mặc dù coi như trong cái vấn đề trình bày những cái câu Phật ngôn về giọng kinh, về giọng kệ thì Sĩ Quang Thành hơi yếu một chút ha, nhưng mà cái phước quá khứ hỗ trợ để rồi Sĩ Quang Thành cố gắng
vượt qua những trở ngại. Và trong cái sự chia sẻ này, chúng ta thấy rõ đạo Phật đối với thực tế, đối với cuộc sống của chúng ta rất là gần. Những cái câu nói của Đức Phật dạy 1250 vị tỳ kheo ha, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỳ ý, cái bài Sapapa Passa Akaranang á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho các bậc thánh, nhưng mà chúng ta vẫn áp dụng trong cuộc sống của chúng ta những cái sự trái ý nghịch lòng. Chúng ta hãy nhìn lại cái tâm của mình để coi mình tu tập tới đâu. Đây là một điều tuyệt vời mà Sĩ Quan Thành, những cái vấn đề quan trái trong cuộc sống, ganh tị nhỏ mọn của những người chưa biết đạo Phật là gì, mình quan hỷ, mình nhìn lại mình và mình cảm thấy rằng mình cao thượng hơn. Đây là cái lợi ích thiết thực của một người tu Phật ha. Không nói rằng chư tăng, mà đối với cái hàng cư sĩ vẫn tu tập được như thường. Thì cái vấn đề giống như Huynh Giang Nhật Hà khi nãy nói, chúng ta học, chúng ta hành tại chỗ, tức là học và hành đi đôi với nhau. Cái điều quan trọng là chúng ta có thấy được cái sự lợi ích, sự an vui trong câu kinh tiếng kệ hay không, để rồi chúng ta áp dụng cho cuộc sống được an, được tốt đẹp ha, có sự lợi ích. Đề tài hôm nay của Thượng Tổ Quán Không, trước tiên là nói lên bản thân của mình qua sự trải nghiệm, và quý vị cũng đã tiếp thu rất là tốt, để rồi cuộc sống của mình an vui hay đau khổ do chính mình, chứ không phải do ai hết. Rồi thời gian cũng đã trôi qua, bây giờ mời xin Nhật Quỳnh quan hỷ ha. Rồi sám hối thỉnh tọa Quán Không phúc giúp, và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Sa thủ thỉnh tọa Quán Không. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi đúc kết đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi khính pháp ạ. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Quang Thanh. Ruột ta mang ghê là quản đề hăng ba đà phạm xung và ruột ta mang buộc thể vô cà lì tổ đô sâu buộc thô cà mà tù tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo tha tội lỗi ấy cho con. Ủa ta mang ghê nà quạnh đê hăng thầm anh chánh đức quý thân và răng thầm mê vô khá li tô đô sô thầm mô thầm mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa ta măng ghê là quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt ta măng sẵn khê dơ khá đi tô đô sâu sẵn khô thầm mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo tha tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ đức chúc phúc cho đạo tràng theo lời của Thượng Tọa Quán Không ạ. Và con cũng xin sám hối với, dạ con không có thấy cái nít của sư, không biết hôm nay mắt con nó hoa thế nào không thấy nít sư, bây giờ con thấy Thượng Tọa kính thỉnh thư con mới thấy. Dạ, sám hối với sư. Dạ, con kính nhân mít đến đại đức tuệ đức ạ. Dạ, alo.